Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 7 tại km 200-500, cao tốc Vĩnh hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Vào thời điểm trên, xe khách dường nằm biển kiểm soát 78B00418 do Trần Văn Bảo, sinh năm 1989, cầm lái chạy hướng Phan Thiết, Phan Rang, đã tông vào đuôi ô tô đầu kéo kéo theo rơ móc biển kiểm soát 79R00638, trở sắt do tài xế Trương Đinh Hùng, sinh năm 1969, điều khiển. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Phụ xe TXL, sinh năm 1992, chú Phú Yên, ngồi ở ghế phụ gần cửa lên xuống tử vong tại chỗ một số hành khách bị xây sát được đưa đến bệnh viện băng bó. Phần đầu xe khách vỡ nát, bẹp rúm, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông cùng đơn vị tuần đường đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, các ô tô xếp hàng kéo dài, di chuyển chậm qua vị trí tai nạn. Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, tránh ùn tắc giao thông, đội 6 đã đóng lối vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm, quốc lộ 28 theo chiều Nam Bắc, đồng thời điều tiết các xe đang lưu thông trên cao tốc theo chiều này ra khỏi cao tốc tại nút giao trên và xuống quốc lộ 28 di chuyển ra quốc lộ 1. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn theo thẩm quyền đến 1 giờ ngày 6 tháng 7, việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất và xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường để cẩu xe dừng nằm rời đi. Liên quan tới vụ xe khách loại 45 chỗ bị lật xuống vực, ven quốc lộ 28, cơ quan chức năng huyện Đắc Gờ Long, tỉnh Đắc Nông xác định nguyên nhân do người điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát dẫn tới tai nạn. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, Xe dừng nằm loại 45 chỗ 61B029XX do tài xế NMH 50 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 28, theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ, thuộc thôn 2 xã Quảng Khê, huyện Đắk Gửa Long, xe đã tự lật qua tà luy âm, bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 47 người, gồm 45 hành khách và tài xế phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, trong đó hai người bị gãy tay. Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế H không phát hiện hơi thở có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đắk Gờ Long đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Khê làm nhiệm vụ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Trung tâm Y tế huyện Đắk Gờ Long đã tập trung nhân lực, vật lực để cấp cứu, sơ cứu các nạn nhân. Cơ quan công an tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo việc lưu thông qua khu vực. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khi xe khách lao xuống vực trên quốc lộ 28 qua tỉnh Đắk Nông, khiến nhiều người bị thương. Theo tra cứu thông tin phương tiện, xe khách biển kiểm soát 61B-02973, nhãn hiệu Hyundai, sản xuất năm 2007, hết niên hạn năm 2027. Chủ sở hữu là Nguyễn Minh Hát, có địa chỉ tại Phú Mỹ, Thủ Dầu 1. Xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa 46 người. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại Trung tâm đăng kiểm 6103D, tỉnh Bình Dương, có hạn đăng kiểm đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2024. Như vậy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đã hết hạn đăng kiểm 11 ngày. Trước đó khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, Chiếc xe khách biển kiểm soát 61B-02973 do tài xế Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều khiển, chở trên xe 45 hành khách, lưu thông theo hướng Lâm Đồng, Đắk Nông. Khi đến km 183 800, quốc lộ 28, thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Lông, tỉnh Đắk Nông, bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 30 mét rồi lật nghiêng. Hậu quả làm bà Nguyễn Thị Minh Trang, 56 tuổi, và Nguyễn Thị May, 68 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương, bị đa chấn thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để điều trị. Ngoài ra còn hàng chục người khác bị thương nhẹ, bị chảy xước và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Gửa Lông kiểm tra sức khỏe. Đang chở cháu trai trên xe máy, ông Bùi Xuân Thảo, 44 tuổi, bị ô tô do nữ tài xế cầm lái đâm từ phía sau, hất hai người văng xa 5 mét. Ông Thảo kể lại lúc bị ô tô tông khi chở cháu trai 13 tuổi đi công việc trên đường Nguyễn Văn Chỗi, thành phố Vũng Tàu trong vụ tai nạn khiến hai người chết tối 27 tháng 6. Sáng nay, ông được chuyển lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục điều trị do cãi chân và mảnh vỡ từ dàn áo xe máy căm vào người. Xe lao rất nhanh từ sau tới tông chúng, tôi ngã xuống đau đến mức không còn biết gì cả. Ông kể tối qua khi chở cháu trai đi công việc trên đường Nguyễn Văn Chỗi, bỗng nghe tiếng xe rít mạnh, hai bác cháu bị hất văng bởi một lực rất mạnh từ đằng sau. Lúc này ông Thảo cùng cháu trai ngã xuống đường, choáng váng khi thấy chân bị gãy, một bên đùi có mảnh vỡ từ giàn áo xe máy cam vào. Hướng mắt về phía trước, nạn nhân thấy ô tô lao đi rất nhanh, một phụ nữ khác nằm bất tỉnh cạnh xe máy vỡ nát. Ông Thảo lùng cồm bò lại gần cháu trai đang nằm bất tỉnh, hô khoán người dân hai bên đường giúp đỡ. Theo ông, dù bị khất văng xuống đường nhưng may mắn cả hai không bị chấn thương đầu do đội mũ bảo hiểm bác cháu ông Thảo là hai trong số 5 người bị thương sau khi ô tô tông hàng loạt xe máy. Ba người còn lại, 24-34 tới tuổi, bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, khôn mê, đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu. Báo cáo của công an bà Rịa Vũng Tàu cho hay, ô tô do bà Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, chạy trên đường Nguyễn Văn Chối, đã đâm vào xe máy đẩy rác của bà Nguyễn Thị Phương, 43 tuổi, sau đó tiếp tục chạy qua hai ngã tư và ngã năm trên đoạn đường gần 500m, khúc một ô tô và bốn xe máy khác. Trong đó, hai mẹ con là bà Phan Thị Sự, 73 tuổi và Lê Thị Như Tiên, 43 tuổi, tử vong là người chứng kiến ô tô tông hàng loạt xe máy liên tiếp ở ngã năm Nguyễn Văn Trỗi, bà Triệu Lê Lai, Lê Quý Đôn, ông Hải 50 tuổi bán bánh mì ở khu vực cho biết ô tô khi gây tai nạn chạy rất nhanh. Ông Hải nói, tiếng xe tông liên tục nên ban đầu tôi cứ tưởng cảnh sát nổ súng truy đuổi tội phạm. Khi chạy ra, ông thấy nhiều xe máy đã nằm la liệt, mảnh vỡ văng tung tóe, còn người bị thương, chảy máu đang cố bò dậy ông cùng một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu theo điều tra trước khi gây tai nạn nữ tài xế thanh nhậu cùng bạn bè tại một quán trên đường chu mạnh trinh hơn 20 giờ bà về tới chung cư lấy ô tô chạy ra đường Nguyễn Văn Trỗi. Khi đi gần 1 km, xe đã gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn. Sau đó thanh xuống ô tô với trạng thái không tỉnh táo. Kết quả đo cồn trong người là 0,503 mg trên lít. Chiều ngày 28 tháng 6, bà Thanh bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về vi phạm quy định giao thông đường bộ. Ngày 28 tháng 6, nạn nhân là hai mẹ con bị tử vong trong vụ nữ tài xế xe ô tô tông hàng loạt người ở Vũng Tàu vào tối 27 tháng 6, đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà, lo hậu sự. Nói về vụ việc, chị LTNT, chị em song sinh với nạn nhân LTNT cho biết, hàng đêm, mẹ là bà PTS và chị gái LTNT thường cùng nhau đi tập thể dục rồi mới về nhà trên đường Phạm Hồng Thái. Căn nhà này hiện chỉ có hai mẹ con sinh sống. Bà S có 5 người con, một người đã mất sớm nên hiện nay chỉ còn lại 4 anh em. Trong đó chị Nhờ T đã lập gia đình và ở riêng và NT cùng ở Vũng Tàu, hai người khác thì làm việc ở tỉnh khác. Tối hôm vụ việc xảy ra, chị Nhờ T cũng đi đón con và về trên tuyến đường này nhưng thấy bị phong tỏa do tai nạn nên phải vòng sang lối khác. Lúc về tới nhà, lướt trên mạng xã hội lại thấy biển số xe máy bị tai nạn là của mẹ mình nên nhanh chóng đến bệnh viện Vũng Tàu được cho xem đồ dùng của nạn nhân, chị nhờ T nhanh chóng nhận ra mẹ và chị gái. Chị nhờ T buồn bã. Mẹ tôi lớn tuổi và chạy xe cẩn thận lắm, cũng có bằng lái xe máy đầy đủ. Việc chở chị NT đi tập thể dục hàng đêm là thói quen vì chị yếu và chưa lập gia đình. Ghi nhận tại hiện trường trong lúc sơ cấp cứu cho chị NT khi vụ tai nạn vừa xảy ra, thấy tình hình xấu đi, nhiều người đã hô lớn động viên chị NT sớm tỉnh lại vì còn người thân gia đình, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.